Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 139 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ, tập 139 ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói, lúc bây giờ các vị thánh chủ vẫn như cũ, giữ nguyên hòa khí, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Ngọc Chân đại sư lấy được mấy bức bích họa liên quan đến Chu Thiên Thần Vương Công Đức Ấn, thỏa ý hài lòng. Lão cười ha ha nói, chư vị, hà tất vì chuyện nhỏ này mà gây chiến như vậy? Trong Tham Hoàng Lăng vẫn còn vô số của cái, yêu chủ cùng Diệp Phúc đã tiến vào bên trong. Chúng ta nếu như tới trễ một bước, nó không chừng, đến cả ngụm canh thừa cũng không được uống đâu. Mọi người trong lòng lo sợ, Diệp Thiếu Bảo còn đỡ, suy cho cùng thì tu vi không đủ, rất nhiều bảo vật không thể lấy được. Nhưng tên yêu chủ đó là đại tông sư, tinh thông cấm chế, hơn nữa lại là đỉnh cao nhân hoàng, có cấm bảo trong tay, chính là thánh chủ nhất đẳng dưới gầm trời này. Người này nghiên cứu thiên nhân, e rằng trong Thang Hoàng Lăng chẳng có bao nhiêu bảo vật là y không lấy được. Mọi người bước nhanh về phía trước, không lâu sau liền đi đến đại sảnh trong thánh điện, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy tòa đại sảnh này giống như bị hàng vạn con tê giác hoang dã đấu đá lung tung, càn quét một vòng, hỗn độn vô cùng. Đừng nói bảo vật, ngay cả một sợi lông cũng không còn sót lại. Một tên lão quái vật tam bất diệt cảnh của Hạ gia tức giận mà cười, phẫn nộ nói: "Yêu chủ, ngươi dù sao cũng đường đường là một chủ thánh địa, ăn hết như thế thì hơi khó coi rồi, ít nhất cũng phải để lại chút đồ chứ." "Yêu chủ, đâu chỉ ăn uống khó coi, cứ nhiên đến cả đồng trụ của tòa đại sảnh này đều nhổ mất 3-4 chiếc rồi. Rõ ràng là muốn đem cả thánh điện này mang về nhà mình luôn mà." Đi mau, tránh khỏi bị thằng nhãi này đem thánh điện dọn sạch." Mọi người lại đi nhanh về phía trước, phát hiện từng tòa đại sảnh trong đại điện đều bị càn quét một lượt, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Thậm chí ngay cả các vị thánh chủ đối với yêu chủ cũng rất phê bình, oán giận y ra tay có chút tàn độc. Một mình ăn thịt, chí ít cũng phải chia cho mọi người chút canh. Không ngờ rằng y đến cả nồi nước cũng không giữ lại cho người khác một ngụm. Lúc này, yêu chủ đi trước bọn họ một bước, xông vào thánh điện, đã đến nơi sâu nhất bên trong thánh điện. Hắn vừa xông vào một tòa đại điện, liền phát hiện bên trong trống không một vật, thậm chí ngay cả thư họa treo trên vách tường cũng đều bị người ta lấy đi, không kìm được hai tay run lên, phẫn nộ mà nói: "Diệp Thiếu Bảo, cái tên khốn kiếp này, muốn vừa vét hết sạch cái sao? Tên tiểu tử này đúng thật là cùng một hạng với Ứng Tông Đạo mà, thật không hổ là huynh đệ đồng môn." Tốc độ của y so với Diệp Húc và Phượng Yên Nhu nhanh hơn rất nhiều, dù sao hai người cũng là vừa đi vừa vơ vét, rất nhanh liền bị y đuổi kịp. "Sư huynh, đây hình như là máng đá cho ngựa ăn, cũng cần đem đi hay sao?" Yêu chủ nghe thấy tiếng nữ nhi Phượng Yên Nhu của mình truyền đến. "Đem đi, ta còn có một con long mã, cái máng đá này có thể cho nó thưởng thức, tốt xấu gì cũng là một vu bảo không tồi mà." Diệp Húc cười nói. Yêu chủ sắc mặt không khỏi tối sầm lại, hắn một đường đến đây, ngay cả sợi lông cũng không thấy sót lại, tất cả đều tại hai đứa nhóc này tùy ý làm bậy, đem bảo vật nơi đây vơ vét hết thảy, đến giờ không ngờ ngay cả cái máng cho ngựa ăn cũng muốn mang đi, xuống tay thật là độc ác. Y ho khan một tiếng, bước vào tòa đại điện. Phượng Yên Nhu không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng nghênh tiếp, ngượng ngùng nói: Cha còn không đến, chúng con sắp đem Thang Hoàng Lăng dọn sạch rồi kìa." Diệp Húc cũng bước lên chào hỏi, yêu chủ đối với hắn như không nhìn thấy, đánh giá Phượng Yên Nhu, lộ ra ý cười. "Nữ nhi ngoan, tu vi của con nâng cao rất nhanh, tỷ phu không bắt nạt con đấy chứ?" Phượng Yên Nhu nghe được hai chữ tỷ phu, mặt tối sầm lại, miễn cưỡng lắc đầu nói: "Tỷ phu truyền thụ cho con Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển, hơn nữa còn chỉ bảo tận tình giúp tu vi của con nâng cao thành Tam Tương Cánh, Pháp Tương Kỳ." "Sao? Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển ư? Lẽ nào là cấm chế của Di La Thiên Yêu Đế sáng tạo ra sao?"
yêu chủ ồ lên một tiếng, mặt hơi biến sắc. Y biết rõ các điển cố trong giang hồ, tất nhiên biết rõ Nguyên Thủy Thánh Tông, Nguyên Thủy Yêu Tông và Nguyên Thủy Ma Tông. Ba đại thánh địa này cũng đều là do một bộ cấm pháp dựng lên, bởi vì người sáng tạo ra ba đại thánh địa này đối với bộ cấm pháp đó lý giải bất đồng nên mới sinh ra ba đại thánh địa. Nữ nhi ngoan, đem pháp tướng của con thi triển ra để cha xem. Phượng Yên Nhu vâng lời, tâm niệm hơi động. 33 nữ thiên đế pháp tướng chân thân lần lượt đi ra, thần sắc, tư thái, phong độ, khí thế mỗi cái đều không giống nhau, có thể nói là thiên hình vạn trạng. Yêu chủ không khỏi tán thưởng một tiếng, trong lòng thất kinh. Y có thể nhìn ra môn Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền do Phượng Yên Nhu tu luyện này tuyệt đối vượt qua cấm pháp của Thiên Yêu Cung, hơn nữa còn vượt hơn không biết bao nhiêu lần. Tên tiểu tử này không ngờ cũng chịu bỏ chút công sức, cư nhiên truyền thụ lại cho Phượng Nhi môn cấm pháp lợi hại này. Y lúc này mới lướt mắt đánh giá Diệp Húc, hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa hề tha thứ cho việc tên tiểu tử này từng cùng thứ nữ đính hôn mà vẫn thông đồng với tiểu nữ Phượng Yên Nhu, sắc mặt lại biến đổi. Hắn tinh thông kim cổ, tất nhiên biết cái tên Di La Thiên Yêu Đế này, lòng thầm nghĩ. Di La Thiên Yêu Đế cũng gọi Di La Thiên Nguyên Thủy Thần Vương, Nguyên Thủy Thiên Đế, chính là vị thiên đế đầu tiên thành tựu cực kỳ lớn, thậm chí còn ở trên các thiên đế khác nữa kìa. Cái tên tiểu tử này truyền thụ cho Phượng Nhi tâm pháp của thiên đế, rõ ràng là tính toán đòi ta thêm một phần đồ cưới nữa đây. Y có chút nhức đầu. Lần trước y đi tới Hoàng Tuyển Ma Tông đính hôn đã tặng hai bộ cấm pháp, còn có một số Nhân Hoàng Chi Bảo cùng Bất Diệt Chi Bảo. Nếu như lại đi Hoàng Tuyển Ma Tông cầu hôn, Nhân Hoàng Chi Bảo và Bất Diệt Chi Bảo còn đỡ, yêu chủ quyền cao chức trọng nắm trong tay đại thánh địa yêu tộc cũng có thể ra mặt được. Nhưng cấm pháp thì Thiên Yêu Cung không còn nhiều, chỉ còn hai bộ cấm pháp cho nữ nhân tu luyện, chính là do Hoa Hoàng truyền lại, chỉ có nữ nhân mới có thể tu luyện. Nếu như tên tiểu tử hỗn xược này dùng lời ngon tiếng ngọt đem nốt đứa con gái khác của ta đi, há chẳng phải là Thiên Yêu Cung của ta khuynh gia bại sản hay sao? Y nghĩ đến đây không khỏi liếc Diệp Húc một cái, giận hừ một tiếng. Tiếng gầm chấn động đến mức Diệp Húc khí huyết quay cuồng, không biết rằng nhạc phụ hắn đột nhiên phát cáu cái gì. Chúng ta đi thôi. Yêu chủ chỉnh đốn tâm trạng, đi trước một bước tiến về phía trước. Diệp Húc và Phượng Yên Nhu theo sát phía sau. Diệp Húc nhỏ giọng nói: Tiểu muội, tính tình cha muội thật không tốt như muội nói. Phượng Yên Nhu nhấp nháy mắt nói nhỏ: Ngày thường thì cha rất dễ nói chuyện, không biết tại sao gần đây tính tình có chút nóng nảy như vậy. Yêu chủ thấy hai người bọn họ trộm vào nhau thì thầm to nhỏ, bộ dạng nữ nhi tình trường, liền không kìm nổi lại giận dữ hừ một tiếng, khiến Diệp Húc khí huyết quay cuồng. Tiểu tử này vừa nhìn thì biết ngay là cái loại phá nhà cướp của, hắn chẳng phải cũng muốn dọn sạch Thăng Hoàng Lăng đấy thôi. Ta sẽ không cho ngươi như ý, đem bảo vật chỗ này thu đi trước vậy. Yêu chủ vừa nghĩ đến đây lập tức ra tay, đem toàn bộ những đồ vật có thể lấy được, mặc kệ có phải là bảo vật hay không, hết thảy thu vào, thậm chí còn bắt trước đánh gãy một vài cột đồng thu vào bên trong tay áo mình. Ống tay áo của hắn giống như có thể cất được cả thế giới, đặt nhiều bảo vật như vậy vẫn không hề nhìn thấy phồng lên chút nào. Diệp Húc đối với điều này cũng không để bụng, hắn có được Cẩm Tú Sơn xuyên đồ, đã không để ý đến các bảo vật khác nữa. Lúc nãy sở dĩ hắn liều mạng cướp bóc bảo vật trong thánh điện chỉ là bởi vì thói quen tốt sớm luyện thành nhiều năm trước đây mà thôi. Kỳ thực giá trị của những bảo vật này, kể cả là Nhân Hoàng Chi Bảo, cũng kém xa so với Cẩm Tú Sơn xuyên đồ. Huống hồ bảo vật trong thánh điện cũng không phải là rơi vào tay của người ngoài. Yêu chủ liên tục càn quét 6-7 tòa đại sảnh trong thánh điện, thu hoạch phong phú, trong đó cư nhiên còn có vài bộ bảo vật Nhân Hoàng mà Thăng Hoàng sử dụng hàng ngày. Mặc dù y thân là thánh chủ, nhưng bảo vật Nhân Hoàng đối với y mà nói vẫn vô cùng quý trọng, có được chỗ bảo vật này, chán ghét trong lòng đối với Diệp Húc cũng vơi đi mấy phần. Hắn thầm nghĩ: Tên tiểu tử này coi như cũng biết lấy lòng ta, không hề cùng ta tranh cướp. Y đang định chặt nốt cột đồng ở trước mặt, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy thánh chủ Hạ Gia cùng các thánh chủ đại thánh địa như Hiên Viên Trường Phong, Đại Thiền Sư Bảo Quang chen chúc nhau mà vào. Các vị thánh chủ cùng cao thủ các đại thánh địa, ánh mắt đều chăm chú vào cột đồng trong tay yêu chủ, chỉ nghe thấy có người khẽ cười một tiếng, thấp giọng mà nói: Đường đường thánh chủ Thiên Yêu Cung, thật không ngờ cũng làm cái loại chuyện này. Yêu chủ sư huynh, những gì huynh đã làm e rằng hơi có chút không phúc hậu rồi. Thánh chủ Thái Cực Tông như cười như không, thản nhiên nói: Không ngờ ngay cả ít nước trong nồi cũng không giữ lại cho bọn ta, khó tránh có chút quá đáng rồi. Yêu chủ hơi ngẩn ra, trong mắt thoáng hiện lên một chút phẫn nộ. Những hành động vừa rồi của hắn đều bị tất cả các thánh chủ cùng vai vế nhìn thấy hết,
khiến cho hắn có chút xấu hổ mà phát cáu. Hắn giả như không có việc gì, đem đồng trụ nhét vào trong tay áo, sắc mặt không đổi, lại cười nói: "Chư vị, tới trước được trước, đạo lý này lẽ nào các ngươi lại không hiểu hay sao?" "Yêu chủ, nặng lời rồi. Mọi người xông vào thánh điện, tất nhiên là dựa vào thực lực của mỗi người mà lấy bảo vật kìa." Thánh chủ Hạ gia bạo quang trong mắt chợt lóe, nhìn thẳng Diệp Húc ha ha cười lớn, sát khí mơ hồ hiện ra, sắc mặt uy nghiêm, trầm giọng nói: "Diệp thiếu bảo, đem Nghệ Hoàng Kim Tiễn ra đây, chấm có thể để cho người được chết toàn thây." Diệp Húc khẽ mỉm cười, hạ giọng nói: "Thánh chủ Hạ gia, người thật sự vẫn cho rằng mình là cộng chủ thiên hạ hay sao? Cư nhiên lại tự xưng là chấm. Trong thánh điện của Thang Hoàng, người tự xưng là chấm chính là đại nghịch bất đạo. Người bây giờ tự sát tạ tội, nói không chừng còn có thể bảo toàn được thi thể của mình. Người tự ra tay đi." Thánh chủ Hạ gia nghe thấy như vậy, sắc mặt không khỏi phát lạnh, sát khí đại động. Nhân Hoàng tức giận khiến thiên địa biến sắc. Tuy nhiên, tuy còn chưa ra tay nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như gió báo sắp đến, chỉ cần hơi động thôi là sấm sét sẽ bộc phát, mặt đất sẽ lật úp. Mấy vị thánh chủ khác không còn lộ ra dị sắc, đều rất hứng thú nhìn về phía Diệp Húc, cười ngâm ngâm mà không nói. Bọn họ sớm nghe nói Diệp Húc không sợ trời, không sợ đất, chỉ cần có kẻ dám ức hiếp đến đầu hắn thì cho dù là thiên vương lão tử, hắn cũng dám đánh, cũng dám mắng, cũng dám giết. Nhưng bọn họ lại không ngờ, ngay cả thánh chủ Hạ gia, Diệp Húc cũng dám mắng, thậm chí muốn đối phương tự sát tạ tội, cho đồ này có vẻ quá đà. Thậm chí ấn tượng của ưu chủ về Diệp Húc cũng có phần đổi mới, với hành vi của hắn cũng tán thưởng có thêm. Thánh chủ không phải là Diệp Húc trước đây nên đối phó, họ là nhân hoàng đỉnh cao, là thủ lĩnh của thánh địa, là bá chủ vô hoang. Bất kỳ một vị thánh chủ nào, dù chỉ dậm chân một cái thôi cũng khiến cho thế giới vô hoang phải rung lên mấy lần. Nhất là thánh chủ Hạ gia, vị này tu vi thâm hậu, lại nắm ở trong tay lục đỉnh Hạ gia, 6 món cấm bảo, thực lực tuyệt đối là siêu quần trong các thánh địa. Lúc trước Hạ gia từng đánh thức lục đỉnh, luồng hơi thở đó gần như chấn áp đi thế giới vô hoang, làm cho tất cả các thánh địa đều phải lo lắng, đề phòng, bất đắc dĩ phải đánh thức cấm bảo nhà mình để đối kháng. Nhưng các vị thánh chủ cũng từng nghĩ, lần đó Hạ gia đánh thức lục đỉnh, 6 món cấm bảo kia như là để truy tra tung tích của vị thiếu niên áo lam trước mặt đây, kết quả là chẳng tra được gì, cuối cùng cũng không giải quyết được gì cả. Tên này đúng là trời sinh đối đầu với Hạ gia mà. Các vị thánh chủ mỉm cười nhìn nhau, cũng không tính tham dự. Một lão giả tam bất triệt cảnh sau lưng thánh chủ Hạ gia tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói: "Tiểu tử thối kia, ngươi nói cái gì?" Diệp Húc thản nhiên nói: "Năm đó Tam Hoàng lưu đày Hạ gia ngươi ở Trung Châu, cưỡng chế các ngươi cả đời không thể rời khỏi Trung Châu dù chỉ nửa bước. Nay các ngươi lại dám rời khỏi Trung Châu, còn dám tự xưng là chẫm ở trong thánh địa của Thang Hoàng. Không biết Thang Hoàng nổi giận thì các ngươi có thể toàn thây được hay không đây?" Điển cố này đại bộ phận các cao thủ cùng các vị thánh chủ đều biết, vừa rồi bọn họ cũng đã nhìn thấy chuyện xưa ở trong các bức bích họa. Sau khi đánh bại Kiệt Hoàng của Đại Hạ, Thang Hoàng đã đem Kiệt Hoàng cùng tất cả hoàng tộc Đại Hạ trục xuất đến Trung Châu, bắt bọn họ phải thề rằng cả đời không được bước ra Trung Châu nửa bước. Diệp Húc nhắc tới chuyện này, lại nhắc tới ở trong thánh điện, không khỏi khiến cho tất cả cao thủ Hạ gia tức giận. Đây là đang vạch ra vết sẹo của lão tổ tông bọn họ, bọn họ há có thể không giận hay sao? Thang Hoàng ư, buồn cười. Lão giả tam bất diệt cảnh thiên địa pháp tướng đỉnh phong kia cười ha ha, lạnh lùng mà nói: "Một kẻ đã chết mà thôi, Đại Hạ ta nay vẫn là tồn tại, mà tên Thang Hoàng kia đã sớm chết đi rồi. Thậm chí cả hoàng triều đại thương mà y xây dựng nên cũng đã bị diệt sạch sẽ, tất cả đều đã chết rồi. Người Hạ gia ta cứ bước ra Trung Châu, cứ đến ngôi mộ của kẻ đã chết đó, cứ mắng chửi y có thể làm gì được lão phu ta đây?" Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trong thánh điện, tiếng tim đập này đột nhiên nhảy lên rõ ràng, tần suất càng lúc càng nhanh, tiếng động càng lúc càng lớn. Các vị thánh chủ nghe thấy tiếng đó, sắc mặt khẽ biến, thấp thỏm bất an trong lòng. Chẳng lẽ Thang Hoàng nghe thấy có kẻ dám mắng mình nên sống lại hay sao? Tiếng tim đập này vang lên một lúc lâu sau, lại từ từ khôi phục tần suất cũ, cũng không có vị thánh hoàng hay cương thi nào đi ra từ sâu trong thánh điện tới giết người. Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ thật xấu hổ. Bọn họ đều là cao thủ nổi tiếng trên đời này, địa vị mỗi người đều không thể so sánh. Nay lại bị một tiếng tim đập khiến cho sợ giận hết tóc gáy. Nếu như lan truyền đi ra ngoài thì không biết để cho bao nhiêu người cười đến rụng răng đây. Nhưng chuyện này cũng là hợp tình hợp lý, dù sao cảnh giới thánh hoàng này sớm đã vượt qua những gì bọn họ biết. Ở trong lòng bọn họ, thánh hoàng chính là người không gì không làm được, dù là vua hoàng cũng không thể theo kịp. Lễ Đường huynh, huynh làm sao vậy?
Hạ Minh Đường nhìn thấy lão già Hạ gia vừa mới mắng chửi thăng hoàng kia cứ đứng ngây ra tại chỗ, ánh mắt dại ra, không khỏi tò mò mà hỏi. Lão già Hạ Lễ Đường kia như là không nghe thấy gã hỏi, vẫn cứ đứng im tại chỗ, từ trong mắt mũi miệng có những tia máu rỉ ra, đôi mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Mọi người nhận ra dị trạng của lão, trong lòng cả kinh. Hạ Minh Đường nhíu mày, cảm thấy có vẻ không ổn nên đưa tay đẩy Hạ Lễ Đường một cái. Một tiếng rầm vang lên, thân thể Hạ Lễ Đường đột nhiên nứt vỡ tung, bắp thịt nát rơi trên đất. Nguyên thần thiên địa pháp tướng, thậm chí là hồn phách, thần thức cùng với chân linh bất diệt của lão đều nát tan. Lão đã bị tiếng tim đập vừa rồi chấn cho vỡ nát. Đường đường đại cao thủ tam bất chật cảnh, thiên địa pháp tướng bất diệt, bị vài tiếng tim đập đánh chết, mà lại ở ngay trước mặt các đại thánh chủ, lặng yên liền bị đánh chết. Đám thánh chủ lại không hề phát hiện. Cảnh tượng này khiến cho người ta lông tóc dựng đứng, dù là thánh chủ cũng cảm giác được một mối uy hiếp lớn. Cao thủ thiên địa pháp tướng bất diệt đặt ở trong thế giới vô hoang cũng không có nhiều, cực kỳ khó chơi, rất khó để giết chết. Nhưng một vị cường giả như vậy lại bị vài tiếng tim đập đánh chết rất dễ dàng. Đây lẽ nào là thánh hoàng chi uy hay sao? Đã chết hơn 10 vạn năm rồi mà tiếng tim đập vẫn có thể giết chết một gã đại cao thủ tam bất diệt cảnh. Một lão quái vật râu tóc hoa râm của Thái Thượng Đạo Tông lẩm bẩm nói. Mọi người im lặng, bọn họ dù là người đứng đầu, có địa vị cao thượng và thanh danh hiển hách nhưng vẫn chẳng hề biết gì về thánh hoàng cả. Đối mặt với một thứ không biết gì đều khiến cho bất cứ ai cũng phải sợ hãi. Diệp Phúc cũng không ngờ đến loại tình huống này, hắn chỉ thuận miệng nói ra, vốn tưởng thanh hoàng sớm mất nên không thể nhảy ra giết người, không ngờ vị cường giả Hạ gia kia lại bị đánh chết ngay tại chỗ. Thanh hoàng dù sao cũng là một vị thánh hoàng thượng cổ, tôn kính hơn với ông ta thì sẽ tốt hơn. Yêu chủ liếc thánh chủ Hạ gia một cái, lại cười nói, Hạ huynh, nơi này là thánh điện, nơi mai táng thăng hoàng, không nên động binh khí làm gì. Huống hồ tên tiểu tử này là con rể Thiên Yêu Cung ta. Nếu ngươi ở nơi không có ai mà đánh chết hắn thì cũng chẳng sao. Thế nhưng ở trước mặt ta mà ra tay thì có vẻ quá đáng rồi. Sắc mặt thánh chủ Hạ gia trầm xuống, y cũng từng nghe nói qua tin tức về đám hỏi giữa Thiên Yêu Cung và Hoàng Tuyền Ma Tông. Trong lòng biết ở trước mặt yêu chủ thì chẳng thể làm gì được Diệp Húc cả. Y lập tức mỉm cười, mặt mày tươi tỉnh, đem chuyện vừa rồi ném vào sau đầu. Hắn cười nói, yêu chủ khách khí rồi, chấm sao có thể gây bất lợi cho con rể của ngươi được. Bảo vật trong thánh điện này nhiều vô số kể, huống chi còn chưa nhìn thấy thân thể thăng hoàng. Mọi người còn cần đồng tâm hiệp lực cùng xông vào thánh điện tìm cho được thân thể thăng hoàng, mở ra thông thiên chi lỗ. Y bước nhanh vào chỗ sâu trong thánh điện, dẫn dắt đám người Hạ gia đi thẳng đến trung tâm thánh điện. Các thánh chủ các thánh địa khác sợ thân thể của thăng hoàng rơi vào tay của y cũng đều đứng dậy, không muốn rơi lại ở phía sau. Đa tạ yêu chủ đã giải vây. Diệp Phúc không người thi lễ với yêu chủ, nói lời cảm tạ. Thánh chủ Thiên Yêu Cung hừ lại một tiếng, cũng mở bước chân đi đến chỗ sâu trong thánh điện, thản nhiên mà nói, con rể của ta có muốn đánh chết cũng phải tự tay ta đánh chết kìa, há có thể cho người ngoài nhúng tay vào. Người bị người ngoài đánh chết thì chẳng phải là làm mất mặt Thiên Yêu Cung ta hay sao? Diệp Phúc ngạc nhiên, cùng Phượng Yên Nhu đi theo hắn, thầm nghĩ, này các vị thánh chủ đều đã tới, e là bảo bối trong thánh điện sẽ không còn phần cho ta nữa rồi. Nhưng cũng tốt thôi, bảo vật trong thánh điện này ngoài thân thể thăng hoàng ra thì là cẩm tú xuyên xuyên đồ. Nay cẩm tú xuyên xuyên đồ đã rơi vào tay của ta rồi, thân thể thăng hoàng thì là e các thánh chủ cũng chẳng thể thu nổi. Bọn họ một mạch đi tới, giống như tiến vào một kho báu vô cùng lớn. Các cao thủ của các đại thánh địa đều thi triển thủ đoạn thu lấy bảo vật trong thánh điện khá là hòa thuận. Diệp Phúc cùng yêu chủ không thu bảo vật gì mà đi trước đám người này. Bất chi bất giác bọn họ đã đi đến một thông đạo. Trong thông đạo này âm khí dày đặc, chưa vào trong thông đạo đã có những luồng âm phong thổi đến, cho dù là cường giả cấp bậc thánh chủ cũng cảm thấy lạnh lẽo. Thông đạo này khá rộng rãi, một quảng trường có thể chứa được 100.000 người cùng đi. Những chiếc gương đồng cao hơn người treo đầy trong thông đạo, cách 3 bước lại có một tấm, từng dãy dựng rất chỉnh tề. Gương sáng chớp lên có ước chừng hơn vạn tấm, những luồng khí u hàn truyền đến từ trong kính khiến cho người ta hít thở ra những luồng khí như xương. Mọi người đi vào giữa các hàng gương sáng, hướng thẳng đến cuối thông đạo. Trên đỉnh đầu bọn họ, một đạo long khí lao thẳng về phía cuối thông đạo. Đi tới nơi đây, mọi người đều rất tin tưởng rằng họ đã cách nơi mai táng thăng hoàng không xa. Cuối thông đạo này chắc là mộ của thăng hoàng. Người đứng đầu Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Ngọc Chân Đại Sư, toàn thân tràn ngập Phật quang, chiếu rọi tứ phương. Phật tan dung, hòa khói mù, ông trầm giọng nói. Thánh chủ Đại Phạm Âm Lôi Tự, Bảo Quang Đại Thiền Sư,
thì cao giọng nói với một khuôn mặt đầy từ bi: "Nơi này âm khí rất nặng, có thể có tà mị quấy phá, mọi người hãy nên cẩn thận. Nếu không thể chống được thì hãy tới bên cạnh người lão tăng." Toàn thân của lão cũng đầy Phật quang, từng đạo hào quang xua tan âm khí, làm cho người ta có một loại cảm giác ôn nhuận như xuân vậy. Diệp Phúc nhận thấy trong gương lại không phản chiếu hình ảnh của bọn họ, mà là những chiếc quan tài tối đen như mực, có tổng cộng 9 cái, thi thoảng lại có từng đợt long khí tuôn vào trong gương, tiến vào trong quan tài, khiến hắn rất tò mò. Đột nhiên, hắn nghe thấy được bên trong gương truyền đến một tiếng thở dài. Trong tâm chợt động, hắn lại nghe thấy một tiếng răng rắc nhỏ vang lên từ trong kính, chỉ thấy nắp quan tài của chiếc quan tài trong gương kia từ từ mở ra. Đám gương đồng đó chẳng lẽ là bảo bối gì hay sao? Một lão quái vật tam bất giật cảnh của Thiên Nhân Tông cười nói, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, gã giơ tay chụp tới gương đồng. Chẳng lẽ là bất diệt chi bảo? Ngu xuẩn mà. Yêu chủ hừ lại một tiếng, đánh giá bốn phía thì thấy trong những chiếc gương đồng đều truyền đến tiếng răng sắc nho nhỏ, sắc mặt không khỏi biến hóa. Hắn vung tay áo cuốn lấy Phượng Yên Nhu, nhanh chóng chạy tới cuối thông đạo, thấp giọng mà nói: Năm đó khi Tăng Hoàng thống nhất Vu Hoang đã diệt đi không biết bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu thánh địa. Ông ta đã biến những vị quốc chủ cùng người đứng đầu thánh địa đó thành nô lệ. Sau khi ông ta chết, những người này cũng đều tuẫn táng theo, dùng để bảo vệ Tăng Hoàng Lăng, tùy táng mộ chàng cho nô lệ. Chúng ta đi thôi. Diệp Húc không khỏi hít vào một hơi lãnh khí. Nếu như yêu chủ không có nói sai lời mà nói, tại đây là nơi được Đại Thương Hoàng Triều vì tế điện cho Tăng Hoàng tạo ra nơi bồi táng theo lô lệ này. Nơi đây được gọi là Quảng Mã Trường. Tăng Hoàng thống trị một thế giới, nô lệ theo hắn chỉ sợ không một kẻ nào là kẻ yếu cả, đều là cao thủ trong cao thủ. Những người này bị chém giết, về sau thi thể chôn cất ở tại nơi này chính là vì ngăn cản những người xâm lấn quấy nhiễu di thể Tăng Hoàng bên trong thánh điện. Mà bọn người Diệp Húc chính là những người xâm nhập nơi đây, dùng long khí tẩm bổ mấy chục vạn năm, thi thể các lão thi yêu nơi đây đến tuyệt cùng là cường đại cỡ nào đây? Nơi đây cường sáng ước chừng vạn mặt, mỗi một mặt kính có 9 khẩu quan tài, chẳng phải là tại nơi đây nuôi đến 10 vạn thi yêu hay sao? Diệp Húc nghĩ tới đây liền chỉ cảm thấy da đầu run lên, đột nhiên hét thảm một tiếng truyền đến. Diệp Húc vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lão quái vật Thiên Nhân Tông vừa rồi kia bị một bàn tay lớn dài khắp lông tơ trong gương đồng thò ra một chỉ nắm cổ, ngạnh xanh đem đầu của hắn vặn xuống. Lập tức tiếng các khớp xương răng rắc bạo vang, mấy chục bàn tay lớn thò ra từ trong mặt gương đồng kia, các bàn tay dài khắp lông xanh lởm chởm thò ra bắt lấy vị lão quái vật Thiên Nhân Tông này, đưa hắn phá tan thành từng mảnh. Mặt kính gương đồng lắc lư, một thân thi yêu mặc thiết giáp trong gương nhảy ra ngoài, chấn cho đại địa run run, thi khí trùng thiên, trong miệng phát ra thanh âm ô quái dị. Đầu lão thi yêu này, lông xanh quanh thân run run, lập tức vô tận lục quả du mọi nơi phún dũng, chỉ một thoáng trải rộng toàn bộ Quảng Mão Trường, đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đấy. Lông xanh quanh thân của nó điên cuồng mọc lên, những sợi lông xanh phát ra luồng khí tanh tưởi hôi thối, biến thành như những ngón tay, đồng thời điên cuồng hướng mọi người mà đâm đến. Hai cánh tay của nó, 10 ngón sắc nhọn như đao, xẹt một tiếng, liền đâm trúng đầu một tên cao thủ Thiên Nhân Tông, xốc lên xương sọ của hắn, uống hết óc não. Toàn bộ óc não cùng với tinh huyết, tinh khí tu vi, thậm chí cả nguyên thần và thiên địa pháp tướng của người này đều bị nó một miếng nuốt gọn, chỉ còn lại một tấm da người treo trên tay của hắn. Súc sinh, chết đi! Cao thủ Thiên Nhân Tông cuối cùng cũng tức giận phản ứng lại, chỉ thấy những cao thủ này tế khởi kinh văn, trên không vô số văn tự như dòng thác lũ nhất tề phi đến tên lão thi lông xanh kia. Vu bảo của Thiên Nhân Tông chính là Nho Vu kinh điển, chỉ tế khởi kinh thư, văn tự liền thành vô pháp với uy năng hùng mạnh. Người có thể tiến vào nơi này không ai là kẻ yếu cả, ngoại trừ Diệp Húc, Phượng Yên Nhu cùng Hiên Viên Vô Khuyết, những người khác không có một ai là thấp hơn tu vi tam bất triệt cảnh. Những văn tự này oanh kích giáng xuống có thể so sánh với một kích của các cao thủ tu vi tam bất triệt cảnh hợp lực lại. Nhiều đường công kích như vậy đồng loạt đánh lên lão thi lông xanh, đánh lui lão quái vật này hơn chục bước. Thân thể vẫn như cũ, không phải chịu một chút tổn thương nào. Tên lão thi lông xanh cười quái dị, dưới chân phát lực, tốc độ cực nhanh, gào thét xông vào chỗ mọi người, giống như quỷ mị, giơ tay không ngừng tóm xuống. Xoẹt một tiếng, liền đem tất cả những cao thủ không kịp trốn thoát của Thiên Nhân Tông đâm xuyên thủng bụng, trái tim bọn họ nhét thẳng vào trong miệng. Tên lão thì này được long khí nuôi dưỡng đến mức cơ thể có thể sánh ngang với nhân hoàng, mọi người nên cẩn thận. Những cao thủ bị nó móc mất trái tim vẫn chưa chết cao giọng mà nói:
tên lão thi lông xanh chụp đến, bắt được mặt của hắn, ngay tại chỗ xé ra mặt hắn xuống, máu tươi đầm đìa. Liền đó, nó há to miệng, lộ ra răng nanh sắc nhọn như đinh, một hơi cắn nuốt óc não của hắn. Thình lình một cánh tay trắng như ngọc thò ra, giáng xuống đỉnh đầu tên lão thi lông xanh, lập tức đánh cho nó như vũ bão. Tông chủ Thiên Nhân Tông thu tay lại, sắc mặt tức giận, thản nhiên nói: "Chỉ là một tên yêu thi mà lại dám làm loạn ở nơi đây, chết cũng chưa hết tội." Những yêu thi này chỉ là có được thân thể của nhân hoàng, chứ không hề có được pháp lực đích thực, dễ dàng bị hắn chấn vỡ. Lại một mặt gương đồng lay động, tên thi hiêu thứ hai nhảy ra, vẫn chưa kịp đả thương người, liền trực tiếp bị hắn tùy tay giết chết. "Tông chủ, thân thể của những thi yêu này có thể sánh ngang với nhân hoàng, đừng đánh vỡ nữa, lấy để luyện chế vu bảo, có thể luyện thành nhân hoàng chi bảo." Một vị cao thủ Thiên Nhân Tông nhắc nhở. Oanh 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 oanh, nhiều mặt gương đồng lay động, bên trong liên tiếp nhảy ra những tên yêu thi, cơ thể yếu nhất cũng sánh bằng đại vu đỉnh cao tam bất diệt cảnh. Yêu thi trong thông đạo có đến hàng nghìn, hàng vạn, nhảy như bay liên tiếp hướng mọi người công kích. Thậm chí có những tên thi yêu bỏ lên trên thông đạo, chạy nhảy giống như quỷ mị, không ngừng thò ra những móng vuốt lởm chởm chuyên bắt đầu người. Yêu thi từ trong gương đồng phun ra càng ngày càng nhiều. Những yêu thi này đều là nô lệ của đại thương, sau khi chết bị người lấy luyện thành cương thi, luyện thành vũ bảo. Chỉ cần tiếp cận một nơi này là sẽ khiến cho bảy yêu thi tuôn ra giết hết tất cả mọi người. Đám yêu thi này mỗi con đều có hơn chục vạn năm tuổi, mặc dù không thể tự chủ tu luyện nhưng được long khí tưới nhuần, thân thể trở nên dũng mãnh vô địch, tấn công giết người chỉ trong một cái chớp mắt. Nếu không lưu ý, liền thành đầu thân mỗi nơi, toàn bộ năng lượng, tinh khí, nguyên thần, pháp tướng thiên địa đều bị hút sạch thành xanh. À! Lập tức có người chết thảm, bị 5-6 con thi yêu phanh thây, xé thành mảnh vụn, tinh khí nguyên thần toàn bộ bị nuốt sạch. Liền đó, lại có hàng chục tiếng kêu thảm truyền đến. Trong chớp mắt, liền có gần 10 người chịu phải độc thủ, mất mạng ngay tại chỗ. Các vị cao thủ của Tiểu Quang Minh Thánh Địa lần lượt thi triển kiểu chuyển nguyên công. Cổ Phật Kim Thân, Kim Quang Chói Lóa cùng với lũ thi yêu lấy cứng trợ cứng. Lại niệm tụng Phật Pháp, vô vàn Phật Quang phát ra, đem tất cả lũ thi yêu dũng mãnh bay ra này đều hóa thành nước mù. Cao thủ Đại Phạm Âm Lôi Tự thì cước dũng kim liên, hoa sen nở rộ, hàng ngàn cánh hoa sen ảo ảo nhốn nháo, vô cùng dày đặc, chặn đứng công kích của đám yêu thi. Đại Phạm Âm Lôi Tự cũng giống như thánh địa Phật Môn, Phật Quang phát ra liền có thể luyện hóa yêu thi. Các thánh địa khác như Âm Dương Tông, Thiên Nhân Tông, Thái Thượng Đạo Tông, Hiên Viên Thế Gia cũng lần lượt thi triển thủ đoạn, thủ pháp chém giết yêu thi. Có điều không được ưu thế tiên thiên như Phật Môn, vẫn là không ngừng có người chết thảm. Đến lúc này, các vị thánh chủ nào dám kiêu ngạo, vội vàng ra tay đánh chết lũ thi yêu. Ba một tiếng, thánh chủ Hạ Gia dẫn đầu tế khởi lôi đỉnh bảo vệ người Hạ Gia, lôi quang giáng xuống đem lũ thi yêu chấn vỡ oanh giết. Các thánh chủ Thái Cực Tông, Âm Dương Tông cũng mỗi người tế khởi cấm bảo mang theo, thôi động uy năng cấm bảo bảo vệ môn đệ của phái mình. Uy năng của cấm bảo bực này cực kỳ dũng mãnh, một khi tế khởi liền đứng ở thế bất bại. Giam lũ thi yêu bên trong không ngừng đánh chết những con yêu thi nhào tới. Lúc này yêu chủ sớm đã rời khỏi thông đạo, Diệp Húc khơi chậm một bước, lập tức bị vô số yêu thi bao vây. Cha, Diệp sư huynh vẫn còn ở bên trong. Phượng Yên Nhu cả kinh mà kêu lên. Không sao, đám yêu thi này trong mắt cha không khó đối phó. Cha muốn xem thủ pháp của tên tiểu tử này, đến lúc hắn cầm cự không nổi, tự khắc sẽ cứu hắn. Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương pháp tướng. Bên trong đám thi yêu, Diệp Húc quát lớn một tiếng, hiện ra 33 đầu, 66 tay, 66 cánh tay giơ ra, từng vòng Phật quang chói chang dâng lên, hướng bốn phía mà phát tới. Va chạm kịch liệt, đồng thời hất văng đám thi yêu tập kích hắn, phần chân tay còn lại bay tứ phía. Diệp Húc uy phong lẫm liệt, bước lớn đi ra, đang định rời khỏi thông đạo thì đột nhiên đỉnh đầu có hàng chục con yêu thi không rõ từ đâu dương nhanh múa vuốt vồ đến. Lần này trong số đám yêu thi nhào ra với hắn có đến 7 cỗ yêu thi là thân thể nhân hoàng, vẫn chưa bị đánh bay mà gào thét vồ đến, tiếp cận ẩu đả, dồn dập giơ vuốt hướng đỉnh đầu Diệp Húc chụp tới. Thậm chí còn có con trực tiếp chụp vào mặt hắn, chụp vào ngực hắn, tính toán móc tim chặt đầu. Trung mão ương bất không, bất động thần vương. Diệp Húc khừ lạnh một tiếng, quanh người cùng với không gian tương dung, giống như thần vương chấn tọa thân thể, hàng cổ bất động, tùy ý để cho lũ yêu thi cào trên cơ thể mình. Chỉ nghe thấy những tiếng tang tang chói tai, những công kích của lũ thi yêu đập lên người của hắn giống như vô vào từng đồng vách sắt, không thể mảy may đả thương hắn được. Bản vương khai thiên kinh của Diệp Húc dũng mãnh vô cùng, tu vi của hắn càng cao, thân thể lại càng cứng cáp.
Đến nay hắn tu luyện đến tam tương cảnh, bước vào địa tương kỳ, thân thể lại càng mạnh mẽ hơn. Hắn dùng bất động thần vương ấn thêm vào, cơ thể so với các nhân hoàng bình thường mạnh mẽ gấp bội. Những yêu thi mạnh nhất trong số này cũng chỉ là nhân hoàng của nhân hoàng, làm sao có thể đả thương hắn được đây? Viêm Thiên Thần Vương Huyền Diệt Ấn. 33 đầu của Diệp Húc nhất thời hét lớn, vô vàn lửa ma phát ra đốt cháy đám yêu thi. Phạm vi quanh người của hắn giống như một địa ngục lửa cháy bừng bừng, dung nham cuồn cuộn, khói dày cùng lửa ma hòa vào với nhau, một mảng đỏ thẫm. 7 con yêu thi mang thân thể của nhân hoàng tấn công hắn, bị vô vàn lửa ma xâm nhập vào cơ thể, liên tục giống lớn. Trong nháy mắt, hồn phách, thần thức, chân linh đều bị đốt sạch sẽ, ngã phục trên mặt đất. Những đám yêu thi khác lại càng không chịu nổi, ào ào ngã xuống. Nhất thời xung quanh Diệp Húc trống ra một khoảng lớn. Hắn tế khởi ngọc lâu, giơ tay ra đem từng cỗ yêu thi thu vào bên trong, thầm nghĩ: lũ yêu thi này thích hợp luyện thành vũ báo hoặc là thân ngoại hóa thân. Đột nhiên Diệp Húc cảm thấy được mối nguy hiểm mãnh liệt, chỉ nghe thấy một tiếng trống vang lên, một khối yêu thi vô cùng to lớn từ trong gương đồng cách hắn không xa nhảy ra, bệ vệ ngút trời, so với lũ yêu thi khác dũng mãnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thì vương sánh ngang với thân thể thánh chủ sao? Diệp Húc trong lòng cả kinh. Đong đong đong, từng con thi vương sánh ngang với thân thể của thánh chủ từ trong gương đồng liên tiếp nhảy ra, hướng các thánh chủ đại thánh địa vồ đến. Một con thi vương cách Diệp Húc gần nhất tức giận gầm giống, thần tốc tiếp cận Diệp Húc, một cước giẫm nát lửa ma. Lửa ma của Viêm Thiên Thần Vương Hủy Diệt Ấn cơ hồ đối với hắn không có tác dụng. Đây là thân thể của thánh chủ, thân thể đỉnh cao của nhân hoàng, dũng mãnh vô địch, không đếm xỉa đến lửa ma. Hắn lên tiếng gầm thét đánh Diệp Húc một quyền, quyền cước lấp khiến trời. Mặc dù là yêu thi nhưng lại có loại khí phách kinh sợ thiên địa đều ở trong tay ta này. Hắn lúc còn sống hẳn là một cao thủ tài giỏi, không phục sự thống trị của Thăng Hoàng, bị Thăng Hoàng bắt giáng thành nô bộc. Trong mắt yêu chủ tinh quang chợt lóe, đang định ra tay lại thấy Diệp Húc khét lớn một tiếng, lại không lùi mà tiến tới hướng tên thi vương mà xông đến. Tiểu tử này quả nhiên hễ đánh là không cần mạng, có điều thân thể của thánh chủ với thực lực của hắn chỉ sợ rất khó chống đỡ. Đợi hắn trọng thương ta sẽ cứu hắn. Yêu chủ vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên nhìn thấy 33 khuôn mặt của Diệp Húc giống như thiên đế, đồng loạt mở rộng quát, 66 cánh tay từng cái đánh ra một đạo pháp ấn kỳ dị. Đạo thủ ấn này đánh ra, nhất thời chỉ nghe thấy một loạt âm thanh tan tác tàn ác truyền đến. 66 con chim vàng ba chân bay ra, di chuyển từng luồng ánh sáng chói lòa, lửa cháy hừng hực, mặt trời mầm rơi xuống bùng nổ, nổ đến mức không trung lay động không ngớt, đột nhiên chôn vùi hóa thành mớ hỗn độn. Một mảng trời đất tan vỡ, vạn vật chôn vùi, hơi thở thảm thiết của sinh linh bị hủy diệt truyền đến, khiến người ta phải tuyệt vọng. Hạo Thiên Thần Vương Diệt Tuyệt Ấn. Nơi này chính là chỗ Thăng Hoàng mai táng, đường đường thánh điện nơi không trung sớm đã đạt được các nghệ sư của hoàng triều đại thương, gia cố trùng điệp cứng rắn vô cùng. Các thánh chủ thánh địa có thể dùng cấm bảo chấn vỡ không trung, đó là bản lĩnh của bọn họ cũng như uy năng của cấm bảo. Còn Diệp Húc cư nhiên lấy một đạo ấn pháp chấn vỡ hư không, hóa thành hỗn độn, thật ra là nằm ngoài dự liệu của yêu chủ. 66 đạo Minh Thiên Thần Vương Diệt Tuyệt Ấn của Diệp Húc cùng đánh tới. Nếu không phải ở trong nơi mai táng Thăng Hoàng này thì chỉ sợ lục địa mấy trăm dặm đều đã bị hắn hủy diệt, trời cao đều bị hắn đánh sập xuống. Hạo Thiên Thần Vương Diệt Tuyệt Ấn chính là một loại ấn pháp hùng mạnh nhất trong Chư Thiên Thần Vương Công Đức Ấn, chỉ có lực phá hoại chứ không còn tác dụng nào khác cả. Khi thi triển môn ấn pháp này, ngay cả không gian trong thánh điện Thăng Hoàng đều bị đánh cho hóa thành hỗn độn, uy lực to lớn như thế khiến Diệp Húc cũng phải hoảng sợ. Thật không hổ là vu pháp mà thần vương lưu truyền đến nay hơn xa các loại vu pháp khác. Nắm đấm của con thi vương kia lọt vào công kích của Hạo Thiên Thần Vương Diệt Tuyệt Ấn, lập tức bị cản trở, bị chấn cho phải lui ra sau một bước. Diệp Húc thét dài một tiếng, lại đánh ra 66 đạo Diệt Tuyệt Ấn. Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương chân thân khiến tốc độ công kích của hắn nhanh đến không thể tưởng tượng được. Trong thời gian người khác phát ra một chiêu thì hắn đã có thể đánh ra 33 chiêu. Con thi vương kia lùi ra đằng sau, tuy rằng nó hóa ra thân thể thánh chủ, thân thể nhân hoàng đỉnh cao, khí lực cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng lại chỉ có thân thể mạnh mẽ mà không có pháp lực của thánh chủ, nên nó bị Diệp Húc khiến cho phải lùi liên tục ra sau. Dầm. Nó rút cuộc thối lui đến trước một tấm gương đồng, bị Diệp Húc đánh cho lảo đảo rơi vào trong gương. Yêu chủ ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, không nhịn nổi mà thốt lên: thằng con rể này, ta muốn chắc rồi, muốn chắc rồi. Diệp Húc để lui được con thi vương này thì cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại thất kinh.
hắn liên tục đánh ra không biết bao nhiêu đạo hủy diệt ấn mà không thể làm con Tiêu Vương này bị thương chút nào, chỉ ép lui đối phương. Điều này khiến cho hắn chấn động, phải cảm thán sự mạnh mẽ của thân thể thánh chủ. Hạo Thiên Thần Vương diệt tuyệt ấn chính là vũ pháp mạnh nhất hiện nay hắn có. Liên tục thi triển nhiều đạo công kích như vậy cũng không thể làm bị thương được thân thể thánh chủ. Có thể thấy nếu hắn đối mặt với thánh chủ chân chính thì chênh lệch sẽ lớn đến mức nào. Thánh chủ chân chính không chỉ có thân thể mạnh mẽ như vậy mà còn có pháp lực mênh mông cuồn cuộn khôn cùng. Hiện giờ ta không có khả năng chống lại. Hắn đang định lui ra khỏi thông đạo này thì bỗng nghe thấy một tiếng thở nặng nề truyền đến. Trong thông đạo, một tấm gương vô thanh vô tức vỡ ra, nát rơi xuống đất, chỉ còn lại một chiếc quan tài màu đỏ như màu. Chiếc quan tài này không giống với bình thường, nhưng quan tài khác đều màu đen xì, mà chỉ có chiếc này toàn thân đỏ sẫm, giống như bị ngâm trong máu hơn 10 vạn năm. Khi vớt ra từ máu thì nó khô lại, để lại màu như vậy. Quan tài chưa mở, nhưng đã cho người ta một cảm giác hít thở không thông. Chiếc quan tài dài dài đến hơn 40 trượng, cao gần 20 trượng, rộng cũng tới 20 trượng, đặt ở nơi đó trông như một chiếc thuyền lớn, so với những quan tài khác thì càng thêm khổng lồ. Kẹt 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 kẹt. Nắp quan tài từ từ mở ra một đường, lập tức một luồng uy áp cực lớn phun ra. Nguyên Thủy Thiên Vương chân thân pháp tướng của Diệp Húc lập tức bị ép cho nhanh chóng thu nhỏ lại. Ánh mắt hắn không khỏi co lại. Là Vu Hoàng. Từ trong quan tài truyền đến, quả thật là hơi thở của Vu Hoàng, loại khí phách phách tuyệt thiên hạ. Thiên hạ vu sĩ chi hoàng này không người nào có thể bắt chước được. Lúc này, tất cả các thánh chủ đã ngừng hô hấp. Quân đối kháng công kích của đám Thi Vương kia ngơ ngác nhìn chiếc quan tài đỏ như máu này, chỉ cảm thấy khó có thể tin nổi. Không ngờ Thăng Hoàng chết rồi lại tuẫn táng một vị vu hoàng thượng cổ. Đường đường vu hoàng thế nhưng lại trở thành nô lệ, luyện thành thi yêu, bảo vệ một phần mộ không một bóng người nào đã hơn 10 vạn năm. Diệp Húc hít vào một hơi thật sâu, không dám dừng lại mà lập tức lao đi đến cuối thông đạo. Ở sau lưng của hắn, giữa trung tâm thông đạo, chiếc quan tài kia đã hoàn toàn mở ra, một bóng người cao lớn chậm rãi đứng dậy từ trong quan tài. Vù. Hắn phun ra một hơi hàn khí khiến mọi người cảm thấy như rơi vào trong địa ngục băng hàn, lạnh lẽo đến tận xương tủy, dường như có thể đóng băng tu vi của mọi người lại. Ngay cả đám xương lạnh lẽo bao phủ cả thông đạo này cũng kết ra một tầng băng dày mấy trượng chỉ trong chớp mắt. Bùm. Con Thi Hoàng này đi ra khỏi quan tài, một cước dẫm xuống khiến thông đạo này lập tức rung lên dữ dội. Nó hùng mạnh đến không từ nào có thể hình dung được, khí thế hoàn toàn triển khai ra còn kinh người hơn, khủng bố hơn cả hơi thở của Vu Hoàng. Hàn chắc, so với thi thể Vu Hoàng bình thường có âm khí hơn nhiều. Hơn 10 vạn năm được long khí và âm khí nuôi dưỡng, thân thể của nó đã trở nên cực kỳ cao lớn, cường tráng hơn xa hồi mới được mai táng, cao đến 40 trượng, từ trên cao nhìn xuống mọi người. Đồng tử của nó trắng bệch, không còn nhìn ra đồng tử nữa, ngoài làn da thì mọc ra một bộ lông dày màu đỏ, không ngừng có máu tươi chảy ra từ đầu lông, rơi xuống đất phát ra tiếng nổ giống như nặng cả một ngọn núi cao vậy. Con Thi Hoàng này ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, thanh âm cuồn cuộn khiến cho khí huyết mọi người bốc lên. Lập tức nó giơ tay chụp tới lôi đỉnh của Hạ Gia. Rầm một tiếng, lôi đỉnh rung lên dữ dội, dường như bị một trường kia chụp bay. Một hồ lô lôi quang đựng trong lôi đỉnh lúc này chút xuống khắp nơi, giống như gió thổi nước chảy vẩy ra đằng sau vậy. Mà dưới đỉnh, hai gã lão quái vật thân thể bất diệt trong đám người Hạ Gia trực tiếp bị chấn cho vỡ nát thân thể. Những người tu vi cao hơn cũng không nhận được mà hộc máu. Thánh chủ Hạ Gia hơi chấn động khí huyết, sắc mặt khẽ đỏ lên rồi lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Hắn cười lạnh nói: "Con Thi Hoàng này tuy có được thân thể Vu Hoàng nhưng lại không có pháp lực của Vu Hoàng, còn muốn chống lại cấm bảo của Hạ Gia ta sao?" Ông một tiếng, lôi đỉnh nhẹ nhàng rung lên, hoàn toàn sống lại, lập tức bị một luồng hơi thở sâu thẳm mênh mông truyền đến áp chế thế giới Vu Hoàng. Luồng hơi thở này khủng bố như thế, thậm chí còn hơn cả xa Vu Hoàng. Nếu nói con Thi Hoàng này có thân thể Vu Hoàng thì lôi đỉnh lại có thân thể và pháp lực của Vu Hoàng. Sau khi sống lại, uy năng quả thực mênh mông vô hạn, vô biên vô tận. Vu Hoàng luyện chế cửu đỉnh, mỗi một chiếc đại đỉnh đều được ông ta rút ra một đạo cấm pháp hoàn chỉnh đánh nhốt vào trong đó. Mà cửu đỉnh của Hạ Gia thì mỗi một cái đều luyện thành từ một lục địa. Đỉnh thân so với thân thể Vu Hoàng bình thường còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lôi đỉnh hoàn toàn phát huy khiến thân thể Diệp Húc lại bị đè nén, trong lòng không khỏi khiếp sợ vạn phần. Lôi đỉnh của Hạ Gia tuy đã hoàn toàn sống lại, nhưng tu vi của đám người thánh chủ Hạ Gia kia cũng không đủ để hoàn toàn phát huy ra uy năng của chiếc đại đỉnh này, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một hai thành, tương đương với một hai thành tu vi của Vu Hoàng. Nhưng chỉ có một hai thành đó đã đủ để chấn áp con Thi Hoàng kia, ép cho khí diễm của nó xuống, ngay cả bản thân Diệp Húc cũng bị chấn áp,
khó có thể bước đi nổi. Oanh một tiếng, lôi đỉnh bay lên không trung rồi rung lên một cái. Vô số lôi quang chút xuống, hóa thành từng đỉnh vân tí xíu, giống như những con trường long gào thét lao thẳng về phía con thi hoàng kia. Cùng lúc đó, người đứng đầu các thánh địa cũng đều tự thi triển triển khai uy năng của cấm bảo, đồng loạt đánh tới con thi hoàng kia. Chỉ thấy cổ Phật, lôi tự, thái cực, thiên thư, gian dương đổ tản ra những uy năng mãnh liệt dị thường, chấn áp chư thiên, hung uy như thế đủ để đối kháng với một gã vô hoàng chân chính. Diệp Phúc đột nhiên cảm thấy một tia không ổn, trong đó có một luồng hơi thở cấm bảo lại nhắm thẳng về phía hắn. Hiển nhiên là khi các thánh chủ ra tay với con thi hoàng kia, có kẻ đã phân ra một luồng uy năng cấm bảo định đánh chết mình. Luồng uy năng này tuy chỉ là một luồng, nhưng nó lại mênh mông cuồn cuộn, có thể đánh chết nhân hoàng, khiến thánh chủ bị thương nặng. Hiện giờ thì Diệp Phúc không thể nào ngăn cản nổi. Huyền Thiên Thần Vương hư không ấn. Thân hình của Diệp Phúc đột nhiên mở đi, thân thể nguyên thần và pháp tướng đều biến mất ở trong hư không. Vạn pháp không dính, vạn bảo không. Chỉ thấy luồng uy năng cấm bảo kia đi vào nơi hắn vừa biến mất thì đột nhiên bùng nổ, ầm ầm chấn động, khiến cho hư không lập tức nứt ra từng tấc một, đẩy Diệp Phúc ra khỏi hư không, phá vỡ hư không ấn. Hư không ấn dù bị phá, nhưng Diệp Phúc cũng đã né tránh thành công uy năng của một luồng cấm bảo này, lông tóc vô tổn thương. Luồng uy năng cấm bảo khác lặng lẽ lẻn đến, hóa thành một ngón tay bạch ngọc điểm lên đến Diệp Phúc, định nghiền chết, nghiền nát hắn ra. Hai loại uy năng cấm bảo này hoàn toàn khác nhau, hiển nhiên là có thánh chủ khác ra tay với Diệp Phúc. Cùng lúc đó là có một hàng hoa văn kỳ lạ lặng yên mà đến. Trông như cái lồng giam chụp xuống Diệp Húc, rõ ràng là có vị thánh chủ thứ ba âm thầm ra tay, dùng cơ hội hiếm có này mà chấn chết Diệp Húc. Huyền Thiên Thần Vương trưởng không ấn. Diệp Húc thét dài một tiếng, thân thể hóa thành một cây cầu vồng, lập tức thoát khỏi công kích của hai món cấm bảo này, hạ xuống bên cạnh yêu chủ. Ở phía sau hắn, một tiếng ầm ầm vang lên, con thi hoàng kia đã bị các thánh chủ liên kết giết chết, thi thể bị đánh nát, chết ngay tại chỗ. Thậm chí cả tấm gương đồng kia cũng bị đánh cho dập nát. Vừa rồi, đến tụt cùng là ba vị thánh chủ nào âm thầm đánh lén ta vậy? Diệp Phúc xoay người, nhìn về phía người đứng đầu các đại thánh địa. Nếu không phải hắn đã tu thành hư không ấn và trường không ấn, thì e là lần này đã bị đám thánh chủ đó âm hại mà chết đi không hiểu vì sao nữa. Hắn luôn có thù báo thù, có ân báo ân, lần này ăn thiệt ngầm một lần thì sao có thể bỏ qua được? Cho dù đối phương có là thánh chủ thì cũng phải đòi lại công bằng. Ngã Phật tử bi, đáng thương cho kẻ này là một thế hệ vu hoàng, cuối cùng sau khi chết lại rơi vào kết cục này. Thánh chủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa Ngọc Chân Đại Sư mặt mang vẻ tử bi, niệm tụng Phật hiệu, Phật quang lưu chuyển sau đầu, mơ hồ hiện ra bảy vòng công đức kim luân. Vô lượng thiên tôn, sinh tử từ mệnh. Tông chủ Thái Thượng Đạo Tông cũng thở dài, rồi sau đó chuyển mặt cười lạnh ha ha nói: đối nghịch với chấm, chết cũng không biết tội. Thánh chủ Hạ Gia trông như hoàng đế thống ngự thiên hạ, mặt mang uy nghiêm, lạnh lùng mà nói. Người đứng đầu các thánh địa khác đều như thường, ai cũng thu cấm bảo lại, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Diệp Phúc không thể từ vẻ mặt của đám cáo giả đó nhìn ra được sơ hở gì, nhưng hắn có thể đoán được, kẻ thứ nhất ra tay với hắn chắc chắn là thánh chủ Hạ Gia, dùng một tiêu uy năng của lôi đỉnh định tiêu diệt hắn. Về phần hai vị thánh chủ khác thì hắn không thể khẳng định. Lôi đỉnh của Hạ Sư Huynh thật vô cùng ảo diệu, từng đợt đều có thể đánh chết nhân hoàng. Ngọc Chân Đại Sư, các hạ tế khởi loại cấm bảo đại Phật viễn cổ này lại càng thêm lợi hại. Yêu chủ đứng ở bên người hắn, cười ha ha cất cao giọng nói: Tịnh Hải Thần Châm của Bảo Quang Đại Thiền Sư cũng ảo diệu hàng ngàn, hàng vạn, làm cho người ta khâm phục mà. Diệp Phúc nao nao, vừa rồi các đại thánh chủ đồng loạt ra tay đối kháng với thi hoàng, lô đỉnh Hạ Gia hoàn toàn sống lại, các cấm bảo của các thánh địa khác theo sát phía sau, tất cả mọi người đều ra tay, vì sao yêu chủ lại chỉ nhắc đến ba người này? Đà tạ nhạc phụ đã chỉ điểm. Diệp Húc không người tạ ơn. Người ta là thánh chủ, ngươi cho dù biết thì có thể làm gì được đây? Yêu chủ xoay người đi vào sâu bên trong hoàng lăng, không mặn không nhạt nói. Diệp Húc đuổi theo hắn, thản nhiên nói: hiện giờ ta tuy không đánh bại lại bọn họ, nhưng tương lai đám thánh chủ này cho dù 10 tên cùng lên ta cũng có thể đánh chết được. Yêu chủ nghe vậy không khỏi lắc đầu, mặc dù hắn cho rằng Diệp Phúc là một nhân tài hiếm có trong thiên hạ, vượt xa dự liệu của hắn, nhưng Diệp Phúc nói ra câu này khẩu khí có chút quá lớn. Thánh chủ sở dĩ có thể trở thành thánh chủ, nào có ai là hạng người đơn giản đây. Mỗi người bọn họ đều là nhân tài kiệt xuất nhất trong các thánh địa, tu vi tâm hậu, tư cách xuất sắc, có 102 đương thế,
sau khi trở thành thánh chủ, bọn họ lại nắm trong tay cấm bảo của các thánh địa. Có cấm bảo trong tay, mặc dù không thể nói rằng thiên hạ vô địch, nhưng trong thiên hạ, những người có thể làm khó họ đã ít lại càng ít hơn. Diệp Phúc nói hắn sau này có chút thành tựu, 10 vị thánh chủ cùng nhau cũng có thể đánh chết được. Điều này đối với yêu chủ mà nói, khó tránh khỏi có chút khoác lác. Các vị thánh chủ phá vỡ táng mộ nô lệ trong thông đạo này, không hề dừng lại, nhanh chóng đuổi theo đám người yêu chủ. Thánh chủ Hạ Gia nghe thấy tiếng của Diệp Phúc không khỏi cười lạnh mà nói: chỉ là một tên tiểu bối, cư nhiên dám nói có thể đánh chết 10 vị thánh chủ, đúng là kiêu ngạo, ngông cuồng, không biết sống chết mà. Đại sư Ngọc Chân mang vẻ mặt trách trời thương dân, cảm khái mà nói: Diệp tiểu tử, không chừng tương lai thật sự có thực lực này, đáng tiếc là tư chất quá xuất sắc, dễ bị trời phạt, sớm ngày mà chết thôi. Úc Khánh Sơn, tên đệ tử không nên thân của ta, chính là thân thể ngũ hành, đáng tiếc lại vô cớ mà chết đi. Trời ghét anh tài, Diệp tiểu tử phải cẩn thận một chút kìa. Diệp Phúc cười nhìn về đại tông sư chính đạo Phật môn này, hạ giọng nói: Lão nhân gia tuổi tác cao rồi, cũng không biết khi nào sẽ về chầu trời. Nghe nói sơn môn hộ pháp của quý danh quý thánh địa Bảo Nguyên đại thiền sư, bởi vì tuổi tác đã cao, thành oan hồn bỏ mạng trong hằng cổ ma vực rồi. Không biết Ngọc Chân đại sư năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Ngọc Chân đại sư ha cười, so với Diệp Phúc tài năng lộ rõ, thì hắn lòng dạ thâm trầm, vui giận không hiện ra mặt, giống như một Phật Đà luôn mở miệng cười vậy. Từ xưa tới nay, những tuấn kiệt tuổi trẻ chết sớm nhiều không kể hết, chỉ có một số ít nhân tài mới đi được đến cuối cùng thôi. Lão Tăng cùng Ngọc Chân sư huynh chính là một trong số đó. Bảo Quang đại thiền sư ý vị thâm trường nói. Diệp Phúc đối chọi gay gắt, mỉm cười: Vẫn chưa trở thành thánh hoàng vua hoàng, ai dám nói mình đã đi đến cuối cùng đây? Không thành vua hoàng, thủy chung cũng chỉ là một con kiến. Bảo Quang thánh chủ tuổi tác đã cao, không biết kiếp này liệu có bước vào đại cảnh giới vua hoàng được không? Bảo Quang đại sư cười ha ha nói: Diệp tử hữu đúng là mồm miệng lanh lợi, lão tăng không bằng, không bằng. Diệp Phúc cười lại một tiếng, thầm nghĩ: Hạ gia có thủ với ta, thấy ta có được Nghệ Hoàng Kim Tiễn, Hạ gia liền coi ta là cái đinh trong mắt, muốn diệt trừ ta cũng là lẽ đương nhiên thôi. Ngọc Chân đại sư chính là chủ của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, đệ tử của hắn Úc Khánh Sơn với sư huynh hắn Bảo Nguyên đại thiền sư đều là chết trong tay của ta. Lúc nãy ta thi triển Chư Thiên Bảng Vương công đức ấn, e rằng hắn cũng nhìn thấy rồi. Hắn muốn tiêu diệt ta, diệt trừ ta cũng là có lý do. Diệp Phúc cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân ba vị thánh chủ này muốn ra tay với hắn, thầm nhủ: Còn về tên Bảo Quang thánh chủ kia, ta với hắn không thủ không oán, với đại phạm âm lôi tử cũng không có quá đáng. Hắn giả dĩ cũng muốn diệt trừ ta, lẽ nào là muốn thay đệ tử hắn Trăng Đạo Cổ diệt trừ tận gốc đối thủ? Đợi khi đến nơi, rời khỏi nơi đây, ta sẽ giết chết tên đệ tử Trăng Đạo Cổ kia, khiến cho lão lừa già này tuyệt luôn ý nghĩ đó đi. Trên đỉnh đầu bọn họ, long khí lao nhanh, dâng trào cuồn cuộn, cuối cùng thế cục dần chậm lại. Điều này thể hiện long khí đã đạt đến nơi cần đến. Diệp Phúc không khỏi tinh thần hưng phấn, tim đập thình thịch. Hắn cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt thật của Thăng Hoàng, vị thượng cổ thánh hoàng này, trong lòng sao có thể không kích động đây. Các vị thánh chủ khác cũng lộ ra vẻ kích động, bọn họ trải qua trăm nghìn khổ nạn, nhiều lần sinh tử, cuối cùng đến được đây. Cách Thăng Hoàng chỉ còn xa một bước, cách đạo lộ thông thiên cũng chỉ còn xa một bước. Vị thượng cổ thánh hoàng Thăng Hoàng này e rằng chỉ có Vũ Hoàng mới có thể so sánh cùng hắn. Nếu so sánh thì thậm chí hoàng đế khai quốc Đại Chu Hoàng Triều, Chu Vũ Hoàng đều không thể ngang bằng với hắn ta được. Hiện nay phần mộ của vị thánh hoàng này cuối cùng cũng bị bọn họ khai quật, chỉ cần lấy được máu của Thăng Hoàng, dùng máu Thăng Hoàng tưới cho kiến mộc, nhất định có thể đả thông đạo lộ thông thiên, tiến vào thiên giới. Diệp Phúc chú ý đến, thậm chí cả nhân vật xuất sắc như yêu chủ lúc này cũng vui mừng lộ rõ, miệng không ngừng huýt sáo suýt xoa: Thăng Hoàng đã trở thành thánh hoàng, đem bản thân luyện thành thánh hoàng chi bảo, thánh bảo, thậm chí ngay cả Vu Hoàng tế khởi cấm bảo cũng không cách nào mảy may đả thương được hắn. Không biết những vị thánh chủ này nếu như phát hiện ra Thăng Hoàng là khúc xương khó gắm, liệu có còn kích động như vậy hay không đây? Trong lòng của hắn không thiếu những ý nghĩ ác thú. Bọn họ đi vào trong một phủ điện cực kỳ lớn. Phủ điện này là mộ thất trong trung tâm của thánh điện. Thăng Hoàng, cường nhân của thời đại kia, hái xuống một vì sao trong vũ trụ, tách lấy tinh hạch xây dựng ngôi mộ này. Mà phủ điện này chính là tinh hạch nằm ở vị trí trung tâm nhất. Trước mắt bọn họ, mộ thất không có diện tích mà là một khoảng hư không. Bên dưới chính là một vực sâu không đáy, bên trong vực sâu, khí u hàn không ngừng tỏa ra, kết thành những tảng băng thật lớn, gào thét hướng không trung lao đi. Lập tức một tiếng nổ tung, hoa băng văng khắp nơi, rắn lạn vô cùng. Bên trong vực sâu hàn khí kinh người, bất kỳ một đại vu nào tiến vào, e rằng đều sẽ ngay tức khắc đông thành hàn băng.
Từng tòa điện đồng được khảm trên bốn vách, bên trong điện đồng đặt những gỗ quan tài. Điện đồng và quan tài ở đây có tất cả 99 cái. Trong mỗi một tòa điện đồng lại cung phụng một cỗ quan tài. Mỗi một cỗ quan tài đều to lớn vô cùng, xa xỉ quý giá, chính là đúc bằng kiến mộc, lấy long phượng kỳ lân, phượng hoàng, các loại dị thú làm đồ án, vô cùng long trọng. Bên trong khoảng không quan tài, từng luồng long khí phun xuống rót vào bên trong. Còn bên cạnh quan tài thì dựng lên những loại dị tượng, có cái là hình rồng, long đằng khắp nơi, có cái là hình rắn, sông cuộn biển gầm, có cái là phượng hoàng, tắm lửa, đốt trời, có cái lại là đại bàng, sải cánh liên thiên, có cái là ưng xà, kéo dài bay lên, có cái là kim quang sán lạn, còn có cái lại là nửa người, nửa thú, mình người cánh chim, phong phú đủ loại, hẳn là chủng tộc khác nhau. 99 loại dị tượng lơ lửng bên trên quan tài, từng đợt khí điềm lành từ trong quan tài lọt ra, tạo nên hình thể của những dị tượng. Diệp Húc đối với điều này biết rất rõ, hắn từng đạt được thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn. Liệt Hỏa Minh Tôn sau khi chết liền hiện ra dị tượng Thiên Ma Thần Quốc Ma Long, tráng lệ hùng vĩ. Có điều, dị tượng mà Liệt Hỏa Minh Tôn hình thành sau khi chết kém hơn nhiều lần so với những dị tượng trong quan tài này toát ra, không được to lớn hùng vĩ như những quan tài này. Mà ở nơi đây, 99 cỗ quan tài đều bày ra đủ loại dị tượng, chứng tỏ những người chôn ở đây đều là nhân hoàng, thậm chí là những đại vu cấp bậc. Phượng Yên Nhu không khỏi vạn phần hiếu kỳ, thấp giọng mà nói: "Sư huynh, 99 đường long khí trên vào 99 cỗ quan tài, thang hoàng rốt cuộc là ở trong cỗ quan tài nào đây?" Yêu chủ trong lòng buồn bực thầm nghĩ: "Lão phụ, một vị đại tông sư đang đứng ở đây, Phượng Nhi cư nhiên lại đi hỏi tên nhóc con Diệp Húc kia, đúng là nữ nhi hướng ngoại, chỉ nghĩ đến người ngoài mà." Diệp Húc nghe thấy thế liền cười: "Quan tài của thang hoàng có lẽ không nằm ở trong số quan tài ở 99 tòa đại điện này. Những quan tài này chắc là của đại thần triều thang hoàng, sau khi chết đi được chôn trong lăng mộ này, biểu thị sự tôn sùng." Thang hoàng quả nhiên khí phách phi phàm, cư nhiên đem long khí của 99 đường long mạch sinh ra đều cung cấp nuôi dưỡng những vị đại thần này. Phượng Yên Nhu cười nói: "Muội vốn dĩ tưởng rằng 99 đường long khí long mạch này là dùng để cung dưỡng cho thân thể của hắn, không ngờ quần thần trong triều sau khi chết đi cũng chôn ở đây." Diệp Phúc nhìn bốn phía, không thể không đối với vị thánh hoàng này vạn phần khâm phục, cười nói: "Khí phách của thang hoàng không ai sánh kịp thật." Hắn từng gặp một vị hoàng đế khác của hoàng triều Đại Thương, mộ của bàn hoàng, lúc ấy khiếp sợ vạn phần, cho rằng mộ táng trong thiên hạ không ai có thể sánh bằng. Đến nay nhìn lại, vị bàn hoàng đứng đầu phục hưng hoàng triều Đại Thương này so với hoàng đế khai quốc thang hoàng vẫn là kém cỏi không ít. Mộ của bàn hoàng lấy đại vu Tam Bất Diệt Cảnh làm triều thần, lấy đất đai thiên hạ làm cung điện, sau khi chết dẫn dắt quần thần điều khiển lâu thuyền long hạm ở bên trong bộ địa mà ngao du. Còn mộ của thang hoàng chỉ chôn cùng với nô lệ mà đã có hơn 10 vị cường nhân thánh chủ, thậm chí còn chôn cùng một vị vu hoàng. Còn quần thần trong triều tu vi bạch trước thì càng đáng sợ, không có bất kỳ một ai tu vi thấp hơn nhân hoàng. Trong đó không biết có bao nhiêu thánh chủ, thậm chí nói không chừng sẽ có vu hoàng ở bên trong. Yêu chủ xem chừng xung quanh rồi trầm giọng nói: "Mọi người cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng tiến vào những điện đồng này, đụng vào những quan tài kia." Nơi đây là bức chắn cuối cùng của lăng thang hoàng. Thang hoàng dùng long khí long mạch nhập vào trong thi thể của quần thần trong triều, duy trì tu vi của bọn họ, còn dùng kiện mộc làm quan tài là để duy trì sức sống trong thân thể không bị tiêu tan. Hàn tông chủ Thái Cực Tông cũng sắc mặt ngưng trọng gấp bội, trầm giọng nói: "Theo ta thấy, bên trong những quan tài này tràn đầy sức sống mạnh mẽ, hơi thở và sức sống trong mỗi một cỗ quan tài đều không thua kém ta đâu. Trong số những người mai táng ở đây có thể tuyệt đại cường nhân cấp bậc thánh chủ, hơn nữa còn là bá chủ khi trạng thái toàn thịnh kìa." Hiên Viên Trường Phong cũng lộ ra sắc mặt cảnh giác vạn phần, trịnh trọng nói: "Nơi này vô cùng nguy hiểm, ngay cả xe chỉ nam cũng vô phương phán đoán sinh tử. Lẽ nào trong số những đại thần của thang hoàng có vô hoàng tồn tại canh giữ hoàng lang ư?" "Nơi này đích xác có vô hoàng tồn tại." Thánh chủ Thiên Nhân Tông trầm giọng nói: "Ta có thể cảm nhận được loại hơi thở như có như không của vô hoàng nơi đây. Trong những quan tài này nhất định có vô hoàng trạng thái toàn thịnh, có pháp lực của vô hoàng, thân thể của vô hoàng. E rằng vô hoàng đích thực đến nơi đây mà hơi có chút bất cẩn đều sẽ bị đánh chết đánh nát kìa." Các vị thánh chủ ngơ ngác nhìn nhau. Nơi đây so với 99 đại cấm hư không còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Hơi không cẩn thận làm thức tỉnh những người chết bên trong quan tài ở điện đồng này sẽ liền dẫn đến đại họa, không ai có thể sống sót. "Vậy thì thang hoàng đích thực rốt cuộc được chôn ở đâu đây?" Phượng Yên Nhu nhìn xa bốn hướng nói. Diệp Phúc cười lên tiếng:
tiểu muội, muội có nghe thấy tiếng tim đập không? Hướng tiếng tim đập phát ra tự nhiên sẽ là chỗ của Thăng Hoàng được chôn. Phượng Yên Nhu nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên khoảng không, chỉ thấy trong vòng trời hàng tỷ vì sao long lánh rực rỡ xoay quanh ngân hà. Nghệ nhân đại thương tụ tập bảo vật trong thiên hạ, tạo ra một vũ trụ sao trời treo trên khoảng không của tòa đại mộ này. Các vì sao đủ loại màu sắc chính là dùng kim khí ngũ hành luyện chế mà thành sao hoa vục. 99 đường long mạch hội tụ ở đây khoác lên vũ trụ sao trời, hóa tác thành đầu của một con cự long. Đầu của con cự long này chính là nằm ở trung ương của ngân hà, gác trên ngân hà há to miệng, trong miệng dường như có đồ vật tồn tại. Phần gáy của long đầu phân ra thành 99 đường long khí rót vào các đồng điện ở dưới vách đá. Thánh hoàng chính là chôn ở đây. Ồ, Thăng Hoàng chính là chôn ở chỗ kia. Chỉ thấy bên trong miệng rồng ngậm một đồ vật, nhưng vì khoảng cách quá xa, hơn nữa lại có từng đường long khí quấn quanh, từng luồng huyền hoàng chi mao từ miệng rồng tràn ra, không cách nào mà nhìn rõ bên trong rốt cuộc là vật gì. Có điều, tiếng tim đập thùng thùng đó chính là từ trong miệng rồng mà truyền ra. Mắt của các vị thánh chủ đều sáng lên, chú ý đến đầu rồng ở trên vòng trời, sau đó lại nhìn nhau đối với đối phương tỏ vẻ đề phòng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 139 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại. Bản dịch bây giờ thì nó lại lung ta lung tung, chỗ thiếu chỗ thừa, đọc nó không được trôi miệng, các bạn thông cảm nhé các bạn. Thỉnh thoảng nó cứ lầy nòi ra một hai chương như vậy. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại.